Bây giờ Vững máy tính sẽ tiến hành biến hóa cái combo này thành một cái cây máy tính hoàn chỉnh để chơi game nhá anh em nhá. Phép thuật win. Anh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Anh em còn nhớ cái thùng hàng siêu to khổng lồ của một bạn khách hàng ở Thanh Miện Hải Dương không? Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video để nâng cấp máy cho bạn ấy. Và mình sẽ test game cho anh em xem nhá. Test game cho anh em xem trên cái con máy nâng cấp này xem mà tình hình như nào. Ok anh em nhá, mình đã nâng cấp xong cái con máy tính cho bạn ấy rồi đây. Thì cái máy này bạn ấy nâng cấp lên một cái vỏ velom nhá. Thùng nó rất là rộng rãi và thoáng mát luôn. Cái vỏ cũ của bạn ấy là cái thùng nó rất là ngắn anh em ạ. Là một cái form vỏ nhỏ. Nên là không nắp được bừa cái bên Z87 này. Chính vì cái lý do đấy nên là bạn ấy đã nâng cấp lên cái con vỏ velom này này. Thì lắp cái bên này là vừa khít thì khít luôn nhá anh em nhá. Cái linh kiện thứ hai mà mình nâng cấp cho bạn ấy là một con nguồn này. Quân nguồn 700W công suất thực của Microlix này anh em ạ. Đấy, nguồn 700W công suất thực nhá. Với con nguồn này thì anh em có thể thoải mái kéo gần như là các cái con cạc hiện hành bây giờ nhá. Còn về phần fan tản nhiệt thì là mình sẽ giữ cho bạn đấy là tất cả những cái fan của cái vỏ cũ của bạn ấy là mình hỗ trợ đưa tất cả fan sang đây lắp. Và đây là cái tản nước này. Cái tản nước lắp cho con i7 thì trong cái quá trình chơi game nó rất là mát. Mình nghĩ là với con tản nước này đấy thì nhiệt độ trong game của nó chỉ khoảng tầm 50 đến 55 độ C là cùng thôi anh em ạ. Thấy cái mã tản nước này ý, thì cái fan của nó không có led. Nếu mà cái fan này mà nó có led thì cái bộ cây này nó sẽ hoàn hảo hơn. Bên trong của cái hệ thống tản nước này nó cũng có đèn led, nó sáng lên và nó tối đi này. Còn về phần cọc màn hình ấy thì trong cái thời điểm hiện tại thì tất cả các cái con cọc màn hình nó đều lên giá hết. Nên là bạn ấy quyết định là không sử dụng cọc màn hình mà chờ đến khi nào mà cọc màn hình xuống giá thì bạn ấy sẽ farm một cái con cọc màn hình ngon hẳn luôn, rực rỡ hẳn luôn, chất luôn để lắp vào cây này. Chứ còn bây giờ thì cọc thứ nhất là cọc màn hình rất cao. Cái thứ hai là mấy con cọc hình tầm trung ấy thì bạn ấy cũng không yêu lắm. Thế là thôi cứ để cái cổng cọc hình nó hở hang như này nhá, không lắp cọc màn hình cũng được. Đấy thì nói chung là tùy anh em thôi. Cầu của anh em như nào thì mình sẽ đáp ứng cho anh em như thế. Với cái cây này thì hiện tại anh em vẫn có thể chơi liên minh. Mình thấy chơi liên minh là ổn, không cần cọc màn hình. Tiện trong cái video này mình sẽ test hiệu suất một cái con cọc màn hình mã rất là lạ cho anh em nhé. Đấy chính là con GTX 660 Ti anh em ạ. Mấy cái con cọc màn hình ví dụ như 1050 hoặc là 1060 ấy, hoặc là mấy cái mã kiểu như thế thì mấy cái mã thông dụng ấy mình đã test trên rất là nhiều máy rồi. Nên ngày hôm nay mình mới sưu tầm được một cái con cọc màn hình này. Đấy, mình sẽ làm cái video test game cho anh em xem là cái con cọc màn hình này thì hiện tại cái hiệu suất ở trong game của nó như nào nhá anh em nhá. Bởi vì đây là một con cạc màn hình nó cũng rất là lâu đời rồi anh em ạ. Con cạc màn hình này mình nhớ là cái thời điểm phát hành của nó rơi vào khoảng tầm năm 2012 anh em ạ. Đến nay là nó cũng rơi vào tầm 9-15 tuổi đời rồi. Và mình cũng rất là ấn tượng với con cạc màn hình này bởi vì cái thiết kế của nó. Cái hiệu suất thì mình cũng chưa quan tâm lắm đâu, nhưng mà đập vào mắt mình là cái đầu tiên là cái thiết kế này. Thiết kế nó rất là sang trọng luôn anh em ạ. Đấy, rất là sang trọng luôn. Trông nó rất là điềm đạm nhá, rất là lịch sự, rất là classic nhưng mà nó rất là sang trọng luôn. Thì cái thiết kế này nó giống với những cái con cạc màn hình đời cao bây giờ ấy, ví dụ như là 2080, 2090 ấy thì nó kiểu như này. Với lại nó có cái thiết kế giống những cái con cạc màn hình của Quacdo anh em ạ.
mấy con của Quắc Đô mà để làm đồ họa đấy. Con này nó nổi tiếng là nó ăn điện nha anh em nhé, nổi tiếng là ăn điện và nhiệt độ của nó nóng. Nhưng mà mình thấy là cái quạt này anh em này, nó chỉ có một cái quạt ở đây thôi, nó không có quạt ở đây. Và đằng sau của nó anh em nhìn cái bản main của nó cũng không quá dài đâu, nhưng mà cái chiều dài của nó bị ăn gian bởi cái thiết kế quạt này nhá. Cái thiết kế quạt này ở đây không có tí linh kiện nào luôn, nó chỉ có để đựng quạt thôi. Nhưng mà cái chỗ phần chip này này, cái phần chip này thì mình nhìn sâu ở bên trong nó chỉ có, đây nó chỉ có cái tản nhiệt thôi, nó chỉ có tản nhiệt thôi chứ nó không có quạt anh em ạ. Đáng nhẽ là phải quạt này chỗ luôn vào đây thì nó mới cái hiệu suất là mát của nó mới mát được. Thì không biết là cái nhiệt độ trong game của nó sẽ như nào. Con này thì chắc chắn là nó nóng rồi. Nó ăn hai nguồn này, hai nguồn 6 pin là tổng là 12 pin này anh em này. Thì anh em biết là cái điện năng tiêu thụ của nó như nào không? Về cổng kết nối thì con này nó full cổng luôn nhá. HDMI đít đại quạt hai cổng DVI cũ và mới này. Ấn tượng duy nhất của mình với con cạc màn hình này nó là cái thiết kế 3 lít GTX 660T. Và tất cả những anh em mà khán giả trên kênh YouTube của mình ấy, mà anh em nào có một cái con cạc màn hình giống hệt như này thì liên hệ em mình nhá, bán lại cho mình. Thằng bạn của mình nó để cho mình cái con cạc màn hình này, nó bảo là ở Việt Nam không có một cái con cạc màn hình thứ hai nào như này. Nếu mà có con cạc màn hình thứ hai nào như này thì nó cho mình 10 triệu luôn. Thì anh em mà có con nào như này thì để lại cho mình nhá. Mình mua về mình đập vào mặt nó luôn để lấy 10 củ anh em ạ. Nhá. Ok anh em nhá, mình đã lắp thêm một cái con cạc màn hình vào để test game cho anh em đây. Con cạc màn hình này nó ăn hai nguồn phụ 6 pin anh em ạ, nên là dây dợ nó hơi loằng ngoằng. Trông nó không được đẹp lắm. Còn đâu nếu mà với cái cây này đấy mà anh em sử dụng những cái con cạc màn hình mà không nguồn phụ đấy, hoặc là một dây nguồn phụ thôi mà chạy gọn gàng vào thì sẽ rất là đẹp anh em ạ, sẽ rất là đẹp luôn. Anh em lắp thêm một cái led để che ở phần dưới này, hoặc là một cái led VGA này. Đấy thì trông sẽ rất là đẹp luôn nhá. Sâu cho anh em cái cấu hình trước khi đi vào test game đây. i7-4770K nha anh em. Con này là 4 nhân và 8 luồng này. Có hậu tố K thì anh em có thể ép xung thoải mái luôn nha. Main Asus Z87-C này anh em. RAM là 8GB dual này, hai thanh 4GB. BC12800. Con này là bớt 1600 thôi nhá anh em. Con này bớt 1600 thôi chứ không phải là bớt cao đâu anh em ạ. Cạc màn hình GTX 660 Ti này. Con này là 2GB anh em ạ, nhưng mà nó lại không hiện thông tin sai ở đây. Đây là năm 192 bit nha anh em. Đến với liên minh huyền thoại thì nói chung là mình test cũng chỉ để cho vui thôi nhá anh em nhá. Test chỉ để cho có thôi, chứ đối với cái cấu hình này thì liên minh huyền thoại nó là muỗi anh em ạ. Trời rất là ngon luôn này. Cái này là mình giới hạn FPS tầm 200 ấy, chứ còn nếu không giới hạn thì có khi nó còn cao hơn cơ. Này, bỏ giới hạn đi này. Và cái mức đồ họa là max setting nhá anh em nhá. Max setting trên liên minh huyền thoại luôn. Chơi thì không phải nghĩ anh em ạ, trên cái cấu hình này không cần phải nghĩ đâu. Con cạc màn hình này mình thấy là nhiệt độ của nó rất là cao nhá. Mới chỉ chơi liên minh thôi mà nhiệt độ đã tầm 70 độ C rồi. Nếu mà chơi các cái tựa game khác ấy thì nó phải tầm, chắc phải tầm gần 80 anh em ạ. Đấy, và anh em có thể thấy cái mức FPS này mỹ mãn luôn nhá, 170 mấy luôn nhá. Có cả tướng và quái thì rất là đẹp luôn nhá, 170 mấy luôn này. Chơi ngon lành ổn định luôn. Chơi một lúc thì cả màn hình nó lại mát hơn, chỉ còn 66 độ C thôi. Anh em đang đến với tựa game PUBG PC trên con i7-4770K nhá, kết hợp với lại GTX 660 Ti. Và anh em có thể thấy một cái mức FPS của nó cũng rất là ok anh em ạ, tầm 80 này. Sơ cho anh em cái setting nhá. Setting đây. Độ phân giải Full HD 1080 này. Render 101 này. Và mức độ họa VLAW thì với cấu hình này mình sẽ cho lên medium nhá. Mức độ họa tầm trung xem chơi nó có mượt mà hay là không. Một con chip đầu 4. Đầu 4 thì nói chung là cũng lâu rồi anh em ạ, nhưng mà nó lại là cái dòng i7. Ở cái mức đồ họa là medium setting ấy, thì cái mức FPS của nó chỉ còn tầm 50 mấy 60 thôi nhá anh em nhá. Tầm 50 mấy thôi, dao động tầm 55 thôi anh em ạ. Nhưng cảm giác mình chơi cũng rất là mượt mà anh em ạ. Chưa thấy dấu hiệu giật nát, đờ rốt hay delay đâu. Mà cái con chip i7 này dùng tản nước rất là mát nhá, chỉ có dao động tầm 50 độ C thôi. Con 660 Ti này dùng một lúc thì mình thấy nhiệt độ nó rất là nóng anh em ạ, tầm 82 độ C rồi.
Và mình thấy cái thiết kế quạt của nó cũng không được tối ưu để làm mát đâu anh em. Chơi một lúc thì thấy nhiệt độ của nó cũng chỉ đứng ở mức 82 thôi chứ nó không lên cao. Đến với cái Simpac, một cái tựa game đốt cả màn hình, thì anh em có thể thấy là cái mức FPS của nó rất là thấp anh em ạ, chỉ tầm 24 thôi. Thì mình nghĩ là con 660T 3 lít mà mình đang lắp trong máy này, nó cũng là một cái con cọc màn hình cho đến thời điểm hiện tại thì hiệu suất của nó cũng bình thường thôi anh em ạ. Mình sẽ show anh em cái setting này, hình ảnh này. À, đây là mức đồ họa cao nhất anh em nhé, max setting. Mình sẽ để xuống mức tầm trung thôi, xem chơi như nào nhé. Tại vì là max setting thì FPS của nó hơi thấp và mình cảm giác chơi nó hơi bị giật lag. Đây, đến tầm trung thì chơi rất ổn áp luôn này. Chỉ số FPS ổn định ở mức 60 này. Đấy, và chơi rất là mượt mà luôn. Thì nói chung là với một cái quần cạc màn hình mà 15 tuổi rồi, thì đến thời điểm hiện tại mà nó chơi cái tựa game đốt cạc màn hình như Genshin Impact này ở mức tầm trung mà được ổn định ở 60 thì mình nghĩ là nó cũng rất là ổn nhá. Và con này thì hiệu suất của nó cao hơn những cái con 750T anh em ạ. Mấy cái con 660T đấy thì về sức mạnh của nó thì có khỏe hơn mấy con 750T. Nhưng mà cái thứ nhất là cái điện năng tiêu thụ của nó cao hơn này. Cái thứ hai là nhiệt độ của nó sẽ nóng hơn. Và giá thị trường mấy con 660T đấy nó rơi khoảng tầm 2.3 đến 2.4 là hàng cũ nha anh em nhá. Mới thì không có đâu anh em ạ. Mới thì nó ngừng sản xuất lâu rồi. Còn mấy con 750T thì bây giờ nó rơi khoảng tầm 1.8. Đến với GTA 5, một cái tựa game nó ăn thiên về chip nhiều hơn, thì mình thấy là cái cấu hình này là một cái cấu hình nó cũng tương đối là hợp để cho anh em chơi cái tựa game thế giới mở này. Không tin là mắt chột luôn anh em ạ. Thực sự là không tin luôn với cấu hình này luôn. Với cái con cạc màn hình này mà đây, mà cái chỉ số FPS của nó lại cao được đến cái mức này luôn nhá. Chứng tỏ là con 660T này nó chơi GTA 5 khá là ổn áp ấy. Và đặc biệt là con chip i7-4770K này chơi GTA 5 rất ok luôn. Bởi vì đây là một cái tựa game nó cũng ăn khá vào chip đấy. Có một người anh em xem video trên kênh YouTube của mình ấy hay bảo mình là test cái tựa game gì nhỉ, Fortuner hay là cái game gì đấy, mà lần nào mình đăng video cũng vào đòi mình test cái tựa game đấy. Thì anh em đấy mà có xem được cái video này thì chờ mình trong video lần sau nhá. Mình đang tiến hành mình tải, chứ trong cái video này mình cũng chưa kịp tải nên là cũng chưa test được cái game đấy cho anh em đâu. Mức đồ họa là 2 nhá anh em nhá, Auto 2 anh em ạ, mức đồ họa Auto 2 nhá, một cái mức đồ họa rất là cao luôn. Chơi CSGO trên cái setting là Auto 2 thì được khoảng tầm, đây là mình đang xem lại nhá, chứ còn chơi thì mình thấy là được khoảng tầm dao động tầm 90 đến 100 nhé. Đối với cấu hình này thì anh em có thể sử dụng những cái con cạp màn hình cao hơn một chút, ví dụ như là 1050Ti hoặc 1060 chẳng hạn, thì là chơi nó sẽ rất là mượt mà nhé. Đây cho anh em chiêm hưởng lại em hàng này một lần nữa này. Đây là cái bộ máy mà mình nâng cấp lên cho bạn ấy nhá. Còn con cọc màn hình ấy thì mình chỉ cắm vào tới game cho anh em xem thôi, chứ còn bạn ấy cũng không có lắp thêm cọc màn hình nha anh em ạ. Bởi vì cọc bây giờ giá nó khá cao, bạn ấy chỉ nâng cấp lên như này thôi. Bao giờ có điều kiện sẽ lắp một cái con cọc màn hình căng đét, căng hơn con này rất là nhiều để chơi game. Tạm thời là không cọc màn hình. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình nhá. Nếu mà anh em thấy video này hay và hữu ích thì anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.